Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tam Đức Cycle. Nếu mà mọi người đang xem, đây là mẫu Java Siluro S6 Top. Thì đây là một trong những cái mẫu xe mà trong phân khúc giá của nó chiếm ưu thế khá là nhiều. Đó, đầu tiên như mọi người đang thấy trên màn hình này, thì chúng ta sẽ có một cái di động vô tan liền, dây dấu, thì nó sẽ khiến cho xe của mình đẹp hơn cũng như là khí động học hơn. Đó. Tiếp theo là phần khung sườn của mẫu Java Siluro S6 Top này, chúng ta sẽ được trang bị một cái chứng chỉ UCI. Thì cái chứng chỉ này nó sẽ công bằng hơn khi mà mọi người tham gia các cái giải đua, cũng như là mình hợp pháp tham gia các giải đua nha mọi người. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khung nhôm đó, khá là chắc chắn nha mọi người. Về Java thì được design bởi đội ngũ kỹ sư của người Ý, vì vậy nên là cái phần thiết kế khung sườn này cũng như là độ trau chuốt, độ tỉ mỉ, độ tinh tế rất tương tật về cái khung sườn của Java Siluro S6 Top này, nó thiết kế rất là chỉnh chu nha mọi người, độ chi tiết tỉ mỉ rất là cao. Đó. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái phụ carbon T800. Theo cái thông tin em tìm hiểu được thì cái carbon T800 này thì người ta sử dụng do vật liệu hàng không nha mọi người. Cụ thể là những cái chi tiết nhỏ trên máy bay á, thì người ta sẽ sử dụng cái vật liệu hàng không này để tối ưu cái trọng lượng. Đó. Thì với cái mẫu Java Siluro S6 Top này, chúng ta vẫn được trang bị một cái vật liệu mà khá là chắc chắn. Đó. Tiếp theo thì phần cọc yên, thì với cái phiên bản này chúng ta sẽ trang bị một cái cọc yên nhôm nha mọi người. Trên này thì chúng ta sẽ có một cái yên nè, có rãnh thoát khí cho mọi người nè. Đó, hai bên hông thì khá là bè đó, hỗ trợ cho mọi người đi đường xa, đi đường dài đỡ bị êm mông ha. Thì từng cái chi tiết nhỏ nè, đường viền nè, cho đến độ hoàn thiện phần da nè, cho đến phần nhựa phía dưới nè, thì tất cả các chi tiết thì Java đều làm tốt đó. Với cái phiên bản này thì chúng ta sẽ được trang bị hai cái vành carbon của đề cáp. Thì như trên hình mọi người đang thấy, nếu anh chị nào mà theo dõi kênh YouTube của Tam Đức nhiều thì chúng ta cũng nhận biết được rằng chiếc vành này đến từ chiếc Java Fuco. Thì con này nó thừa hưởng từ mẫu Java Fuco nha mọi người, một cặp vành carbon. Thì với cái cặp vành này thì chúng ta sẽ được sử dụng vành cao 5 phân này, kèm theo đó là một chiếc lốp của Michelin Dynamic Sport, thông số là 700x25C. Thì với cái vành này có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là chúng ta sẽ được sử dụng một cái vành giấu chân câm đi, thì cái chiếc xe của mình làm cho chiếc xe của mình nó đẹp hơn khá là nhiều ha. Đó, cái thứ hai là đùm, ở đây chúng ta sẽ được sử dụng đùm của đề cáp. Thật sự theo cái kinh nghiệm em bán hàng thì đề cáp là một trong những cái thương hiệu mà phải gọi sản xuất ra phụ tùng rất là tỉ mỉ, rất là chỉnh chu nha mọi người. Nhưng mà chúng ta lại có cái mức giá tốt thôi so với lại là các cái thương hiệu khác trong cùng cái phân khúc giá đó, thì phải gọi là những cái phụ tùng mà người ta làm ra với cái độ tỉ mỉ cao, độ tinh tế cao cũng như chất lượng tốt, nhưng mà giá thành nó lại hợp lý nha mọi người, rất là hợp lý đó. Rồi, tiếp theo cái điểm nâng cấp ở phiên bản 2024 trên cái mẫu Java Siluro S6 Top này, đó là phần tay đề. Thì ở đây chúng ta sẽ được trang bị một cái tay đề L2 RX 12 tốc độ. Đó. Nói tới thì mọi người cũng đã hiểu rồi ha. Thì chúng ta sẽ được trang bị cái tay đề 12 cấp độ ở đây. Thì với cái phiên bản này là phiên bản tay lắc dầu luôn nha mọi người. Thì cái hành trình của nó, cái thao tác mà mọi người chuyển đề chuyển số thì nó khác một xíu. Thì ở đây chúng ta sẽ lên đề nè. Còn phía trong này thì chúng ta sẽ có một cái lẫy. Đó, sẽ sử dụng con cái tùy theo cái phong cách mọi người cầm như thế nào thì chúng ta sẽ có những cái tư thế để mà nó phù hợp. Thì ở đây nhà thiết kế người ta cũng trang bị hai cái tư thế cầm cho mình rồi, nên là nó cũng rất là thoải mái ha. Rồi, thì với cái bộ truyền động thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đùi đĩa trục rỗng của đề ca nè. Thì với cái phiên bản đùi đĩa này là phiên bản nâng cấp luôn nha mọi người. Đùi đĩa trục rỗng thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người giảm đi cái trọng lượng của xe. Rồi, trên này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái gạt đĩa của Shimano 105. Rồi qua phía sau thì chúng ta sẽ được trang bị cùi đề sau của Shimano 105 nè. Thì ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị cùi đề 12 tốc độ, kèm theo đó là 12 líp sau nha mọi người. Thì nó sẽ cho mọi người một cái hiệu suất cao hơn so với lại phiên bản 2023. Thì đây là cái đặc điểm mà mẫu Java Siluro S6 Top năm nay mang lại cho chúng ta, là sẽ có một cái trải nghiệm tốc độ cao hơn, kèm theo đó là một bộ thắng dầu nha mọi người, của L2 luôn. Thì với cái đánh giá cá nhân của em thì L2 là một trong những thương hiệu mà khá là nổi tiếng ở Trung Quốc. Tuy nhiên Việt Nam mình thì chỉ chịu chuộng Shimano thôi, nên là người dùng mình không có hảo lắm so với lại cái thương hiệu này. Còn cá nhân em đánh giá thì với cái con heo dầu cũng như là tay lắc của L2 thì độ hoàn thiện tỉ mỉ cũng không khác gì đề ca nha mọi người.
Đó. Vì vậy nên là người ta muốn phát triển thương hiệu một chiếc xe thì người ta cũng phải chọn một cái phụ tùng làm sao nó phù hợp vừa giá thành cũng như là vừa về chất lượng thì người ta mới trang bị trên cái mẫu xe này được. Đó. Nên là cái hành trình thắng này rất là nhẹ, rất là êm, rất là dứt khoát, cái độ tỉ mỉ cứng cáp rất là cao. Đó. Mẫu xe này thì hiện tại bên em có giá là 19 triệu 900 ngàn thôi nha mọi người, một mức giá khá là tốt. Hiện tại thì bên em đang có chương trình giảm giá đến 300 ngàn trên cái mẫu xe này, nên là còn 19 triệu 600 ngàn thôi. Anh chị nào mà quan tâm về cái màu sắc size xe, cần tư vấn về phương thức vận chuyển thì mình có thể liên hệ với số điện thoại em để bên trên màn hình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp mọi người ở các video lần sau ạ.